Diễn giả trường đại học tiếp tục dạy đời khi bị ném đá đi trễ, tuyên bố học đại học cũng đi làm thuê. Vừa qua, trang HUFLIT Confession với 120.000 người theo dõi đăng tải bài viết của một sinh viên phản ánh về buổi trò chuyện của diễn giả DTT có nội dung như sau. Chào mọi người, mình viết bài này để bày tỏ bức xúc về một diễn giả gần đây chia sẻ về vấn đề khởi nghiệp gì đó ở hội trường SVH. Mình không biết trước khi mời một người nào đó về trường chia sẻ kinh nghiệm thì ban tổ chức có tìm hiểu kỹ về những gì người đó sẽ phát biểu không ạ? Điều gây bức xúc đầu tiên chắc là vấn đề thời gian ạ. Không biết do ban tổ chức trừ hao thời gian hay như nào, nhưng anh xuất hiện trễ hơn giờ bắt đầu chương trình 1 tiếng đồng hồ. Anh là giám đốc công ty tổ chức sự kiện nhưng lại để hơn 400 người đợi 1 tiếng đồng hồ, nhưng vấn đề đó không là gì so với những điều anh chia sẻ cho sinh viên. Biết là anh chia sẻ về kinh nghiệm khởi nghiệp, nhưng ai đời trong môi trường đại học, bao nhiêu sinh viên mà lại nói trong 30 nhân viên của anh không có ai có tấm bằng đại học, vậy tụi em học đại học làm gì rồi sau này cũng đi làm thuê cho người ta. Anh còn nói, những bạn nào da trắng thì nhuộm tóc được, còn những bạn da đen thì đừng nhuộm tóc, nhìn rất dơ. Anh còn nói rất nhiều câu nghe chối tai, kiểu đang dạy đời người ta vậy, nhưng mình nghe không nổi nên phải bỏ về giữa chừng. Mình biết không phải một mình cảm thấy như vậy, vì trong lúc ra về, mình có nghe những bạn khác đi cùng thang máy cũng nói y như mình. Mong các đơn vị tổ chức sau này có mời ai thì nên tìm hiểu kỹ về những thông tin người ta sẽ chia sẻ, để sinh viên không mất thời gian vào những thứ vô bổ. Những phát ngôn này của diễn giả T đã nhận về rất nhiều phản ứng dữ dội, đặc biệt là các bạn sinh viên. Theo tờ Dân Trí, ngay sau đó diễn giả T đã đáp trả bằng một clip phản hồi trên mạng xã hội TikTok. Cụ thể, clip phản hồi này có chạy dòng chữ "Những bạn sinh viên này tương lai sẽ đi về đâu với lối sống này?". Thông qua clip, diễn giả T giải thích về vấn đề đi trễ để 400 người phải chờ. Ông cho biết đã đến trường lúc 8:30 nhưng trường không có chỗ gửi xe ô tô. Ông đi lòng vòng, được người của ban tổ chức hướng dẫn gửi nhưng không được, nên sau đó phải tìm chỗ gửi xe khác rồi đi bộ đến trường, dẫn tới việc lên sân khấu trễ. Về vấn đề sinh viên phản ứng có hành vi body shaming, miệt thị ngoại hình, ông T phản hồi rằng một trong những thứ phải thay đổi đó là có một con mắt biết nhìn, phải đẹp và chỉnh chu. Ví dụ như hôm nay mình đi gặp một người khách nào đó thì từ tóc tai, quần áo mình đều phải chỉnh chu. Ví dụ như da mình trắng thì chọn màu tóc, da bình thường thì để tóc đen. Biết nhận thức, biết chọn style, phong cách cho mình. Vậy mà các bạn lại lấy điều này ra để kháy, để nói rằng mình đả động đến chuyện sinh viên nhuộm tóc thế này thế kia, rồi công kích mình trên phương tiện của các bạn, diễn giả T bày tỏ trong clip. Vị diễn giả này cho rằng bản thân mình chia sẻ với các bạn sinh viên rất chân thành, trường mời đến cũng chỉ là hỗ trợ cho các bạn có thêm kiến thức, nhưng đã bị các bạn làm lớn chuyện tiêu cực. Những phản hồi trên của khán giả T đã kéo theo nhiều ồn ào hơn. Về vấn đề này, qua trao đổi với tờ Tiền Phong, diễn giả T cho rằng đây là sự hiểu nhầm giữa ông và một số bạn sinh viên trong buổi nói chuyện đó. Nhà trường cũng đã giải quyết và em đã tháo bài cho nên hai bên không có gì hết. Phía nhà trường đã liên lạc với tôi và nhìn nhận sự việc chỉ là hiểu lầm. Bài viết trên mạng xã hội của các trang sinh viên chưa phản ánh hết và đúng về sự việc. Vì vậy, giữa tôi và nhà trường thống nhất không bàn luận thêm về việc này vì nó nằm ngoài kiểm soát của chúng tôi, ông DTT nói. Trong khi đó, chia sẻ với tờ Thanh Niên, tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng thông thường sinh viên của trường rất dễ thương, nếu diễn giả đến trễ mà gọi điện thoại báo trước vì cái xe, xin lỗi về sự cố bất khả kháng thì sinh viên sẽ không khó chịu. Đằng này người đó không hề xin lỗi về sự cố bất thường, đến rồi cũng không có một lời xin lỗi và coi chuyện mọi người phải đợi là chuyện bình thường. Nếu diễn giả bình tĩnh và cầu thị thì đã không đẩy sự việc đến mức căng thẳng như hiện nay. Hiệu trưởng cũng nhận định vị diễn giả đã có những hành vi chưa đúng chuẩn như đi trễ, có những câu nói phản cảm với sinh viên.